Thuận Dương rất vui được gặp lại anh chị và các bạn đến với kênh Lửa Hồng Thuận Dương. Hôm nay Thuận Dương mời anh chị và các bạn cùng vào bếp làm cái món sốt mayonnaise nem chua ngọt với Thuận Dương nhé. Nguyên liệu gồm có một quả trứng gà ta, dầu ăn là 250g, đường xay 30g, nước chanh 15g các bạn nhé. Thì để cái làm cái sốt mayonnaise này á, thật sự ra mình thấy cái nước sốt mayonnaise thì nó cũng giống như cái dầu sốt dầu trứng đó các bạn. Rồi các bạn hãy đánh nha. Bắt đầu các bạn hãy cho đường vào đánh cùng với trứng. Các bạn đánh đường với trứng cho nó tan ra. Các bạn đánh đường trứng tan ra các bạn nhé. Nó tan xong á là các bạn bắt đầu, vì cái dầu ăn nè các bạn làm mà các bạn cái phần này mà đánh quá tay á là nó sẽ bị tách nước, bị tách dầu á, nên các bạn sẽ lấy cái muỗng ăn cơm á, các bạn cho từng muỗng vào. Các bạn cho từng muỗng vào các bạn nhé. Các bạn cho từng muỗng dầu vào, các bạn đánh cho nó tan hết cái dầu đi đã, đánh cho nó tan hòa, nó hòa quyện với cái lòng đỏ đó, xong rồi bạn phải bỏ vào vô nha, chứ không phải các bạn bỏ ào ào dầu vào là nó bị tách dầu đó các bạn. Các bạn cứ bỏ một muỗng vào các bạn đánh. Các bạn nào làm sốt dầu trứng hay sốt mayonnaise nó giống nhau, thì cái chỗ này nè mình làm là 250g dầu ăn, tới cái phần này là hết dầu rồi thôi chứ mình không bỏ nữa, là tới khi mà hết dầu rồi thì cái phần làm đỏ của mình nó đạt đó các bạn. Đó, các bạn hãy đánh từ từ, bỏ từ muỗng dầu vào, tuyệt đối các bạn không bỏ liên tục dầu ăn nha, bỏ đánh xong hết cái phần dầu đó đi các bạn bỏ vào tiếp. Mình cũng chia sẻ cho các bạn mà làm cái sốt dầu trứng á, bạn nào mà mới tập làm cái sốt dầu trứng á, mà nếu như mà nó bị tách dầu đó các bạn đánh quá tay nó bị tách đó, thì nó có cách chữa như thế này. Bạn sẽ lấy một cái quả trứng mới, bạn đánh lại, bạn bỏ đường, bạn đánh lại đi, rồi sau đó bạn lấy cái sốt mà bạn bị làm tách dầu á, bạn bị làm hư á, bạn bỏ vô từng muỗng là bạn chữa được nha. Đó là cách chữa sốt dầu trứng mà bạn làm nó bị hư đó, bạn tách dầu ăn đó các bạn. Rồi để trở lại cái phần sốt mayonnaise của mình á, thì các bạn sẽ để ý nhé, các bạn đánh, các bạn xem mình đánh nè, đánh hết xong rồi mình bỏ một muỗng dầu vô. Để mà cái này các bạn mà mới tập làm bánh nó thành công á, các bạn cứ làm đúng như mình ha, một quả trứng gà 250g dầu ăn, cứ bạn cứ làm hết cái 250g dầu ăn là cái bánh, là cái hết cái phần dầu đó là coi như sốt mayonnaise của bạn nó cũng đạt luôn ha, nó cũng tới luôn ha. Cái sốt mayonnaise hoặc sốt dầu trứng này các bạn là bánh mì bo chà bông, bánh bông lan, mấy cái này thì liên quan tới sốt dầu trứng mayonnaise thì nó đều giống nhau hết, các bạn làm bánh ăn nó rất là ngon đó các bạn. Đây là mình làm trứng gà ta các bạn nha. Các bạn cứ đánh từ từ, cứ bỏ một muỗng dầu ăn từ từ bỏ vào. Sốt dầu trứng mayonnaise rất dễ làm đó các bạn. Các bạn làm hôm qua á, các bạn cứ bỏ dầu liên tục vào đánh là nó bị tách dầu hết. Đó, bây giờ hết rồi đó. Mình hết cái phần dầu 250g dầu là coi như cái sốt mình nó đã đạt rồi bạn ạ. Bạn nào mà làm mà cái phần mà hết dầu ăn rồi mà bạn đánh nó bị tách là coi như bạn bị hư rồi. Bạn cứ làm đúng công thức của mình đi, một cái trứng gà ta 250g dầu ăn, 30g đường,
nước chanh 15g nước chanh. Các bạn đánh tiếp ha. Đó, các bạn thấy đánh nó đạt rồi thấy không? Cái này cái phần này là sốc dầu trứng đó các bạn. Các bạn xem nè. Bạn nào thích ăn sốc dầu trứng làm như thế này thì tới đây là bạn dừng ha, bạn sẽ cho một chút nước tắc á, bạn cho một nước tắc này rất là thơm luôn. Đó, đó đây là gọi là sốc dầu trứng nha. Đó, bạn làm tới đây bạn thích ăn sốc dầu trứng thì bạn sẽ ngưng. Bạn sẽ cho một trái tắc vào là nó thơm lắm. Các bạn làm ăn bánh bông lan nó không ngán, ăn hoặc là ăn bánh mì nó không ngán. Còn mình muốn làm sốt mayonnaise thì mình sẽ bỏ nước chanh nó nhiều. Đó, bây giờ tới phần này mình bỏ nước chanh vào này các bạn. Bắt đầu mình muốn ăn nó loãng hơn á. Các bạn nào mà muốn ăn sốt mayonnaise thì các bạn tới đó các bạn ngưng rồi ha. Nó đặc đặc. Còn mình muốn ăn mayonnaise á chua ngọt á thì mình bắt đầu mình cho nước chanh nhiều vào nó loãng ra. Đó, mình cho chanh nhiều vào bắt đầu nó sẽ loãng ra ha các bạn ha, nó trắng ra, mình trở thành là cái sốt mayonnaise chua ngọt của mình đó. Ngon lắm các bạn, mình bỏ vào bánh bông lan mình ăn rất là ngon. Mình thì thích chua chua ngọt ngọt. Còn các bạn nào thích ăn sốt dầu trứng thì các bạn, cái phần hồi nãy mình giới thiệu đó, thì các bạn sẽ ngưng đi, các bạn cho xíu tắc thôi là nó thơm lắm đó. Bây giờ của mình là tới rồi đó các bạn. Rồi bây giờ Thuận Dương sẽ múc ra chén để trang trí thôi. Cái này để cho tủ mát ăn các bạn nha. Mình không có chắc bảo quản đó. Để ở ngoài cũng lâu, để ở ngoài được 2 ngày. Các bạn thấy ngon không? Các bạn cho nước chanh vào là nó loãng ra đó. Ngon lắm. Các bạn để chụp chút lại là bắt đầu nó đặc lại các bạn. Rồi sau khi xem cái video này các bạn nhớ làm ăn nha, ngon lắm. Thuận Dương cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi video của Thuận Dương. Thuận Dương xin chúc các anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, luôn may mắn trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ tới. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận Dương với nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.